Xin cảm tạ quý khán thính giả của Sài Gòn TV tiếp tục theo dõi chương trình Góc nhìn trung thực do Bích Trâm phụ trách cùng Kinh tế gia đình Xuân Quân. Trong phần này của chương trình, chúng tôi sẽ phân tích bản tin chính quyền Biden đã cho phép khoan dầu khí mới ở trên đất liên bang. Kính thưa quý vị, vào ngày 16 tháng 4 năm 2022, chính quyền Tổng thống Joe Biden cho biết là họ đã nối lại kế hoạch để phát triển dầu khí trên các vùng đất liên bang. Đây là trái ngược với cam kết mà ứng cử viên Joe Biden từng đưa ra khi mà ông vận động tranh cử Tổng thống năm 2020. Trong bối cảnh là chính quyền Hoa Kỳ phải đối mặt với rất là nhiều áp lực để mà giải quyết giá năng lượng cao do kinh tế phục hồi sau đại dịch, thì đó là luật cung cầu thôi, và sự xâm lăng của Nga vào Ukraine đưa đến các biện pháp trừng phạt cũng như là cấm vận dầu khí Nga từ phương Tây. Thưa quý vị, kế hoạch cho phép khoan dầu khí mới trên đất công của chính quyền Biden này phải nói là đã bị giới bảo vệ môi trường phản đối không ít. Thì ông Quân đánh giá ra sao quyết định này của chính quyền Tổng thống Joe Biden? Khi mà mình ở trong một cái phe đó thì là khác, và khi mình cầm quyền là khác. Quý vị biết là chính quyền Joe Biden lúc nào cũng muốn cải thiện môi trường, và trong tương lai đó sử dụng các xe hơi hay là các vấn đề chuyên chở bằng điện nhiều hơn là bằng dầu xăng, vì xăng dầu đó nó gây rất là ô nhiễm. Đó là cái đầu tiên. Vì vậy khi ra tranh cử, ông ta đã hứa là sẽ không cho nghe loại là tìm kiếm dầu, khoan dầu ở các cái vùng đất của liên bang. Đó là một chuyện rất là đúng. Nhưng mà trên thực tế, bây giờ vấn đề mà lạm phát lên tới 7-8%, thì chính quyền Biden có thể làm gì được? Trước hết, quý vị biết là ở nước Mỹ, ông Tổng thống Hoa Kỳ không có thể quyết định được chính sách kinh tế. Ông chỉ đưa ra chính sách thôi, nhưng mà không bắt buộc người ta làm được. Tại vì đây là một cái kinh tế thị trường, kinh tế do tư nhân họ làm. Thì muốn giải quyết vấn đề mà xăng dầu đó, thì ông ta đã làm hai chuyện. Chuyện đầu tiên đó là cùng với 30 nước khác trên thế giới xả quỹ dầu, dự trữ dầu mỗi ngày là 1 triệu thùng. Thì quý vị biết là trong 2 tuần qua đó thì giá xăng nó cũng xuống độ 20 cent 30 cent, thì có xuống. Thì tôi thấy là tôi đi đổ xăng ở Costco nó dưới 5 đồng rồi, quý vị nhớ như vậy, dưới 5 đồng rồi. Nhưng mà đây đó, mình đừng quên đó, đây là cái giá của California. Lúc nào xăng dầu cũng mắc hơn. Thì do đó, đó, nếu mà mình nói cái trung bình ở nước Mỹ đó, thì nó cũng đã xuống rồi. Đó là một. Cái thứ hai đó là cùng lúc đó, đó chính quyền Biden đã cố gắng, nghĩa là thương thuyết giải quyết vấn đề hạt nhân với Iran. Vì nếu mà giải quyết vấn đề hạt nhân ở Iran được đó, thì là vấn đề dầu khí trên thế giới nó sẽ tăng rất là nhiều, vì Iran cũng là một nước thứ hai xuất khẩu về dầu khí trên thế giới, thì họ có thể đủ sức, nghĩa là thay cái mà thiếu hụt từ gọi là vấn đề dầu khí của Nga. Thì quý vị biết là hiện giờ đó mỗi một thùng dầu nó là 100 đô la, nếu mà Iran vào nữa thì tôi nghĩ nó chỉ xuống độ còn 70 đô la một thùng dầu thôi. Thì cái thứ ba nữa, quý vị biết đó, là nhiều người đã chỉ trích ông Biden là tại sao ông không cho làm cái Keystone, là đi cái dẫn ống dẫn dầu từ Canada vào. Thì ở đây đó, ông ta đâu đã không muốn gọi là ô nhiễm, thì ông ta đã không cho phép về vấn đề Keystone, nhưng mà ông ta đã nói chuyện với Canada để có thể xuất khẩu dầu khí thêm nữa. Và nếu mà xuất khẩu dầu khí thêm nữa đó, thì thị trường thế giới về dầu khí, về xăng đó, nó sẽ giảm. Thì đó nó là những cái cố gắng của ông
Biden về cái này. Cái một cái nữa là quỹ, nghĩa là dự trữ của liên bang đó, Fed đó, đã bắt đầu tăng lãi suất. Mà quý vị biết ở bên Hoa Kỳ đó, ông Biden đâu có quyền mà ra lệnh cho ông thống đốc là tăng lãi suất đâu. Thì đó, nó là những cái khó khăn của, nghĩa là chính quyền của ông Tổng thống 46 này để giải quyết vấn đề gọi là lạm phát, nghĩa là trong ngắn hạn. Nhưng mà trung hạn đó, tại sao là ông ta thả cái quỹ dự trữ dầu trong 6 tháng, 180 ngày đó, mỗi ngày thả 1 triệu thùng. Thì đây đó, nó cho thấy là họ muốn là đây tới cái 6 tháng, cuối 6 tháng đó, là sẽ ký kết được với lại Iran. Và họ cũng nói chuyện với lại Venezuela để thả cái vấn đề mà gọi là cấm vận với Venezuela, thì xăng dầu nó sẽ có nhiều hơn. Và từ đó giải quyết một phần về vấn đề mà gọi là xăng dầu mà nó nằm tới, nó tăng tới 48% trong cái vấn đề CPI của Hoa Kỳ đó, thì xăng dầu nó tăng rất là nhiều. Quý vị biết ở đây đó, hai cái chuyện mà Covid và cái chuyện mà đánh nhau ở Ukraine đó, nó không tùy thuộc vào ông Biden, nhưng mà ông Biden vì ông ta là tổng thống, ông ta phải giải quyết vấn đề gọi là lạm phát tại Hoa Kỳ. Nhưng mà lỗi thì mình không phải là mình phải hỏi là tại sao ông Putin lại đi đánh Ukraine là gây xáo trộn trên thế giới. Nhưng mà tôi muốn nhắc ở đây đó, ngoài cái việc mà dầu xăng đó, là vì vấn đề có quá nhiều, nghĩa là thay đổi trên thế giới, thành ra đồng đô la nó lại tăng. Khổ vậy, người ta lại tăng đầu tư vào Hoa Kỳ. Mà vì vậy Hoa Kỳ cứ xài quá nhiều. Mỗi năm là Hoa Kỳ xài cả 1.000 tỷ hơn. Xài mua nhiều hơn là bán. Thành ra đó nó cũng là một cái khổ của chính quyền Biden mà phải giải quyết trong một cái khung cảnh mà họ không kiểm soát được 100%. Vâng. Vâng. Kính thưa quý vị, Bích Trâm cũng xin tiếp lời Kinh tế gia Đinh Xuân Quân để nhắc lại cho quý vị là vừa mới nhậm chức là Tổng thống Joe Biden đã tái gia nhập Hoa Kỳ trở lại vào Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Đây là sau khi cựu Tổng thống Trump rút nước Mỹ ra khỏi tổ chức này. Và vào cuối năm 2021 thì Tổng thống Biden đã tham gia và ông đã có bài phát biểu được ca ngợi tại hội nghị COP26, tức là hội nghị để chống biến đổi khí hậu đó, tại Glasgow ở bên Anh Quốc, trong khi nguyên thủ của hai nước Nga và Trung là đều vắng mặt tại cái hội nghị này. Thì Tổng thống Biden tại hội nghị này nói là Hoa Kỳ sẽ thể hiện vai trò dẫn dắt thế giới để mà gọi là cứu trái đất khỏi những cái thảm họa thiên nhiên như cháy rừng, như lụt lội mà đều là gây ra bởi hiện tượng biến đổi khí hậu. Điều đáng tiếc là những dự án trong dự luật Build Back Better, tức là xây dựng lại cho tốt đẹp hơn của chính quyền Joe Biden để mà chuyển đổi Hoa Kỳ thành một nền kinh tế sản xuất mà dựa trên năng lượng xanh, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo để mà làm sao dần dà Hoa Kỳ không còn lệ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và đồng thời cũng tạo cả triệu công ăn việc làm cho người dân Mỹ, cũng như là cạnh tranh, sẽ giúp Hoa Kỳ cạnh tranh với Trung Cộng trong một cái lĩnh vực rất là quan trọng, tức là lĩnh vực phát triển năng lượng xanh đó. Trung Cộng, thưa quý vị, là cái nước mà đang tăng cường đầu tư rất đáng kể vào năng lượng tái tạo trên khắp thế giới. Tuy nhiên thì hiện nay chúng ta biết rồi, số phận của Build Back Better vẫn đang mắc kẹt ở Quốc hội Mỹ do sự chống đối của người Cộng Hòa, cũng như là một cái thế đa số khá là mong manh của Đảng Dân Chủ tại Thượng viện. Thì xung quanh vấn đề khai thác dầu khí trên đất công, như đã nhắc là vừa mới nhậm chức thì Tổng thống Biden ban hành ngay một cái executive order, tức là một sắc lệnh hành pháp để mà thực hiện việc này, tức là cấm không cho khai thác dầu khí trên đất công để mà tránh vấn đề ô nhiễm môi trường đó. Nhưng mà đầu năm 2021 thì một nhóm liên minh các công ty năng lượng hậu thuẫn bởi Đảng Cộng Hòa đã đệ đơn kiện chính quyền Biden, tức là ngừng lại, không cho ông Biden thực hiện cái sắc lệnh đó.
tức là kỹ nghệ dầu mỏ ở Hoa Kỳ, và Đảng Cộng Hòa đã gọi là ngáng đường chính quyền Biden trong nỗ lực để thực hiện lời hứa tranh cử của ông. Và nay với tình hình cuộc chiến Ukraine, rồi đưa đến những cái biện pháp cấm vận của phương Tây khiến cho dầu thô lên giá, rồi trở nên khan hiếm, rồi việc chính quyền Joe Biden mở cửa cho thuê để mà khai thác dầu khí trên đất liên bang, thì Tòa Bạch Ốc đã đưa ra một cái giải thích. Họ nói là đây chỉ là một trong một loạt những cái biện pháp trong ngắn hạn của chính phủ Mỹ. Thì một những cái biện pháp đó là đã được ông Quân nhắc, là như xả kho dự trữ 1 triệu thùng một ngày, rồi đồng thời thêm một biện pháp nữa là cho phép khoan dầu khí trên đất liên bang để mà giúp gia tăng nguồn cung trong ngắn hạn, để mà hạ giá xăng dầu cho người tiêu thụ Mỹ, trong bối cảnh lạm phát vẫn là một mối quan tâm hàng đầu của người dân Mỹ. Trong khi Tòa Bạch Ốc khẳng định nói là những kế hoạch trong dài hạn về những chương trình khí hậu của chính quyền Biden vẫn không hề thay đổi, thì việc điều chỉnh này thiện nghĩ đây là lẽ thường tình của một vị lãnh đạo để gọi là ngộ biến tùng quyền và liệu cơm gắp mắm cho người dân được no đủ. Và như vậy thì Bích Trâm nghĩ là người cử tri Mỹ, đây là một năm bầu cử tháng 11 sắp tới, thì người cử tri chúng ta sẽ vẫn là những người có quyền quyết định qua lá phiếu của mình để mà chọn những người dân, những người đại diện thật sự lo cho dân cho nước và thật sự có thể dẫn dắt đất nước đi đúng hướng. Sau đây kính mời quý vị theo dõi một số thông tin thương mại của Sài Gòn TV. Chương trình sẽ trở lại trong giây lát.